Thời gian vừa qua, nhiều thành phố trên cả nước đã đồng loạt ra quân xử lý những vi phạm về lấn chiếm vỉa hè. Song với quyết định này thì cũng có không ít những trăn trở về miếng cơm, manh áo của những người dân mưu sinh trên các vỉa hè. Và mới đây tại Nghệ An, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh đã có chủ trương thí điểm cho thuê vỉa hè trên một số tuyến đường trên địa bàn để kinh doanh. Nhưng quyết định này cũng làm nảy sinh băn khoăn về việc vi phạm pháp luật. Theo công văn số 6605 của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, bắt đầu từ tháng 11 năm 2017 sẽ triển khai thí điểm kinh doanh trên vỉa hè hai tuyến đường Phan Đăng Lưu và Nguyễn Phong Sắc. Phần kinh doanh nằm sát cửa nhà dân, rộng từ 3 đến 4 mét. Phần dành cho người đi bộ nằm giữa vỉa hè, rộng từ 2 đến 3 mét. Phần ngoài cùng cho phép đỗ ô tô, xe máy. Mức phí khoảng từ 25 đến 50 ngàn đồng một mét vuông. Ai cũng muốn có một đô thị nó vỉa hè chỉ dành cho đi bộ. Nhưng mà trước thực tế khách quan như thế này, trong lúc điều kiện về cơ sở hạ tầng mình còn thiếu, thì nên chăng là thí điểm một cái bước chuyển dần dần. Và như vậy thì cái chủ trương mà cho thí điểm ra đời. Nhiều ý kiến cho rằng, việc cho thuê vỉa hè để kinh doanh nếu không có sự quản lý chặt chẽ, nó không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm mất mỹ quan nơi đô thị, tạo ra những hình ảnh nhếch nhác. Vỉa hè dành cho người đi bộ mà là gì cho thuế thì nó không hợp lý lắm. Cái bên cạnh thì do tùy cấp trên. Kinh doanh thì nó sẽ xấu hơn thành phố thôi, cảnh quan nó sẽ xấu hơn thôi, chứ không thể đẹp hơn được. Từ trước đến nay, vỉa hè đô thị không phục vụ cho kinh doanh mà phục vụ cho người dân đi lại. Vì vậy, khi cho thuê vỉa hè sẽ đặt ra nhiều vấn đề về các chính sách và công tác quản lý. Thì việc mà cho thuê thì người này thuê được, người kia cũng thuê được và xác định cái việc thuê đó thì tôi cho rằng sẽ bất hợp lý trong việc sử dụng và hạn chế cái quyền sử dụng của những cái người dân, người tham gia đi lại trên vỉa hè là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là sẽ ngăn cản cũng như là hạn chế cái quyền của tổ chức cá nhân sử dụng đất gắn liền với vỉa hè đấy. Vấn đề thứ hai là khi mà cho thuê thì nó sẽ liên quan đến cái việc là sẽ xác lập các cái giao dịch như là hợp đồng. Và tôi cho rằng là chủ thể ở đây là phần đất vỉa hè mà cho thuê thì sẽ xác lập hợp đồng thì nó sẽ không phù hợp với quy định của pháp luật. Hiện thành phố Vinh đang triển khai cho phường Trường Thi và Hưng Dũng khảo sát, lập kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cấp phép thí điểm thuê vỉa hè kinh doanh. Thông tin cho rằng thành phố Vinh đã rút công văn thí điểm là không xác thực.